Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, đến nay, đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xử phạt 660 triệu đồng đối với các đơn vị khai thác các mỏ khoáng sản chưa chấp hành nghiêm túc tiến độ cải tạo, phục hồi môi trường hoặc chậm lập hồ sơ đóng cửa mỏ. Hiện nay, các mỏ khai thác khoáng sản tập trung chủ yếu tại huyện Hòa Vang, trong đó hiện có 28 mỏ khoáng sản đã kết thúc khai thác. Đến nay, thì 10 mỏ đã hoàn thành công tác cải tạo, phục hồi môi trường, được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định đóng và đã bàn giao cho địa phương quản lý. 13 mỏ đang tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường theo đề án. 1 mỏ đang chỉnh sửa đề án đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường. Đối với 4 mỏ không lập hồ sơ đóng cửa mỏ và cải tạo, phục hồi môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang chọn đơn vị có năng lực tiến hành cải tạo, phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ.